Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh nha. Hôm nay là Amy sẽ vẽ cho cô khách này bốn ngón nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi một cái lần tím ở đây nó to nha. Rồi bên đây một lần nó nhỏ. Rồi ở đây cũng vậy. Rồi thì em đi cho hai. Mình vẽ đối lại với bên kia nha các bạn. Mấy lần to nằm mấy bên đây. Thêm cái màu trắng nữa nha. Đó, hai bên hai cái màu trắng, hai đường màu trắng nha. Rồi. Và bên đây cũng vậy. Rồi, giờ mình cho hơi ở đây. Giờ mình vẽ bằng màu treo không đó các bạn, mình phải cho hơi nha. Kế đến là mình sẽ vẽ một cái màu hồng lạc đây. Rồi cái màu hồng lạc là mình vẽ kế bên màu trắng luôn. Đây bây giờ mình sẽ vẽ cho tim nha. Mình sẽ vẽ cho tim màu hồng vợt trên cái chỗ đây luôn. Tiếp lại mình sẽ vẽ cái tim màu gì đây, mấy bên màu trắng. Mình đưa ra color hot ha. Mình vẽ màu hầm lên màu tím này nha. Vẽ lên trang ngoài này một tí xíu.
như mình vẽ nó dính vào cái lần kia thì nó sẽ không có thấy. Rồi, mình sẽ hơi qua bên đây. Hơi qua bên đây cũng vậy các bạn, mình sẽ thêm hai cái tim nữa. Đây là mình đã xong bốn vẽ của cô khách rồi đó các bạn. Bây giờ cái bước sau cùng mình bỏ nó bóng lên, mình đã hoàn thành cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha. Rồi đây mình sẽ bỏ. Đây là bốn vẽ đây các bạn, thấy cái mũi vẽ rất là đơn giản cho cái mùa lễ tình yêu này nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi lại bên đây tí xíu nè. Rồi bây giờ mình apply nước bấm lên là mình đã xong nha các bạn. Vậy mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.